sao tim muốn ra cơn mơ đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp trong anh cứ ngỡ một đời. Anh yêu em yêu không hối tiếc, anh yêu em yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao em vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình anh bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp rất mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để anh đau đớn. Hằng sau vết thương riêng mình anh thôi, không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc xưa vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao anh vẫn không thể quên, anh không thể quên. Tim buồn giá cơn mưa đêm như cả sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp trong anh cứ ngỡ một đời. Anh yêu em yêu không hối tiếc, anh yêu em yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao em vội vàng ra đi, ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình anh bật khóc, sao lòng vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để anh đớn đau. Hằng sau vết thương riêng mình anh thôi, không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sớm vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao anh vẫn không thể quên, anh không thể quên được người. Xin cho anh quên, xin cho anh quên, anh thôi quay nhìn lại. Xin cho anh quên, xin cho anh quên, anh thôi không nhung nhớ. Chia khoảnh khắc sớm vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao anh vẫn không thể quên, anh không thể quên được Tìm lại giấc mơ. Thưa quý vị, ca khúc Tìm lại giấc mơ là một ca khúc đã rất là được quý vị yêu mến. Vâng, nhưng mà bình thường thì chúng ta thường hay nghe những ca sĩ nữ thể hiện. Ngày hôm nay trên sân khấu của BU Plus Huy Honda, chúng ta đã được lắng nghe một chàng trai thể hiện ca khúc này.
Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời những ý kiến đánh giá, nhận xét của các thành viên trong ban giám khảo. Chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Xin chào bạn Tấn Đạt. Hôm nay thì bạn hát một cái bài mà mình rất là thích, đó là bài Tìm Lại Giấc Mơ. Bình thường thì mình nghe những giọng ca nữ thể hiện bài hát này, nhưng mà hôm nay Tấn Đạt đã thể hiện lại ca khúc này với một cái giọng ca rất là nam tính, không có bị ủy mị, ngược lại rất là tình cảm, lắng động và sâu sắc. Nhưng mà có một số lỗi chung từ nãy đến giờ, Hiếu nghe tất cả các bạn đều không biết do tâm lý hay là do mình chưa chuẩn bị kỹ, mà các bạn đều đa phần đều sai về phần tiết tấu ở những câu mở đầu vào bài hát rất là quan trọng. Nhưng càng về sau bạn lại càng lấy bình tĩnh và càng đẩy bài hát lên cao trào nhất có thể, và có một cái kết rất là đẹp. Xin chúc mừng Tấn Đạt đã hoàn thành bài hát này rất là xuất sắc. Dạ vâng ạ, chúng tôi nhận thấy là dường như ca sĩ Đông Nhi cũng sẽ có một vài lời vâng ạ để góp ý với Tấn Đạt phải không ạ? Xin mời ạ. Thật ra thì nãy giờ thì những gì mà Đỗ Hiếu nói với lại Tấn Đạt á, thì là cũng là hầu hết những gì mà Đông Nhi muốn nói với Tấn Đạt rồi. Hồi nãy thì anh MC có thấy là Nhi có nói thêm vô là Nhi đang khen là cái kết của bạn nó quá là ăn điểm. bạn đã có một cái sự thông minh ở trong cái phần chuẩn bị bài hát của mình để cho cái phần trình diễn của bạn với một cái ca khúc ballad nó trở nên thú vị và có điểm nhấn hơn. Và cái đó là một điều mà Đông Nhi đánh giá rất là cao ở trong phần trình diễn của bạn. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn chị Đông Nhi. Xin cảm ơn bạn giám khảo. Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị yêu mến Tấn Đạt thì xin hãy cho một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng. Chúc mừng Tấn Đạt, bạn đã nhận được tình yêu của quý vị khán giả qua các khúc vừa rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn bạn.